Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Ở video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ càng chữ A chế xe điện loại nhỏ. Bộ này các bạn có thể làm những cái loại xe chơi tải trọng dưới 200 kg, cả người lẫn xe thì khoảng 300 kg. Bộ này thì có phanh đĩa càng chữ A và kích thước tối thiểu các bạn có thể làm được là 80 cm nhé. Và ngoài ra cái chữ A này nó còn một loại ngắn hơn thì các bạn có thể làm được khoảng 75 cm. 75 cm thì thường thường là phù hợp với những cái dòng xe dạng như xe cá nhân một người hai người đi đấy. Còn nếu các bạn làm ô tô thì nó phải to hơn 1 mét, tầm 1 mét đấy. Ở đây thì giới thiệu cho các bạn combo một cái bộ như vậy. Thì các bạn lựa chọn mua như thế nào thì tùy các bạn, có thể dùng phanh hoặc không dùng phanh, Meyer 3 ốc hay 4 ốc thì tùy chọn. Các loại phanh dầu chân hay là phanh dầu tay thì tùy ý. Như trong này thì mình có giới thiệu đến các bạn là phanh dầu tay. Đối với các bạn làm xe 4 bánh thì sử dụng là phanh dầu, đây là bộ này là bộ phanh dầu chân, xin lỗi các bạn nhé, đây là chân đạp dầu này đấy, thì các bạn sẽ đạp vào cái chân này đây. Khi các bạn lắp đặt ấy, thì là con ốc này nó sẽ lắp vào như này, vị trí như thế này chẳng hạn này đấy đấy. Khi các bạn đạp phanh ấy, thì là nó sẽ đạp vào cái chân phanh đấy. Dây dầu thì bên em có nhiều lựa chọn cho các bạn, dây 1 mét hay là dây bao nhiêu đấy thì tùy các bạn, theo cái mục đích sử dụng các bạn chọn cái dây nào nó phù hợp. Còn trong cái bộ này thì dây nó dùng cho bộ đằng trước thì nó cũng ngắn thôi, dây 1 mét đổ lại là được rồi. Kích thước thì như mình đã nói là tổng chiều dài tối thiểu là 80, còn các bạn lưới rộng khung giữa ra bao nhiêu thì tùy. Các bạn có thể làm cái xe nhỏ nhẹ mà nói chung là xe chơi dành cho người lớn là cũng được rồi. Còn xe chở hàng thì nó cũng hơi yếu một chút, làm xe chơi là dư thoải mái, xe 2-3 chỗ là được rồi. Xe 4 chỗ nhưng nếu làm nhẹ nhàng thì được, chứ làm lặng quá cũng không được. Thì đấy, như mình nói là lên làm ở cái tải trọng gọi là 400 kg, tất nhiên là các bạn cả xe lẫn người. Các bạn xem video đừng quên nhấn cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Video đến đây là hết.